thân yêu. Bộ đội tôi vừa thắng một trận khá lớn, mà điều sung sướng nhất cho một người lính cụ Hồ là trận đánh đó đúng ngày 19 tháng 5, là ngày sinh nhật của Hồ Chủ tịch. Tiểu đoàn 54 đã viết mấy dòng chữ lớn sau đây lên cứ điểm bị san phẳng của địch. Nhân dịp sinh nhật Hồ Chủ tịch, tiểu đoàn 54 kính dâng người chiến công đại mục. Hình ảnh của đồng chí luôn gắn liền với cây súng tiểu liên, luôn mang bên mình lên tận cứ điểm đánh giặc cùng với chiến sĩ. Tôi thấy anh luôn luôn chủ động, luôn luôn chủ động nêu vấn đề, nêu vấn đề đầy đủ, toàn diện, cả về chuyên môn, cả về trách nhiệm, kể cả về vấn đề đạo đức phẩm chất, mà hết sức tình cảm. Thì tất cả không khí mọi người lắng im, đồng chí Vũ Đăng cứ nói, ta thề quyết tử để bảo vệ thủ đô. Kể từ khoảnh khắc truyền khí thế cho đồng đội bằng lời thề quyết tử, qua 4 thập kỷ chiến đấu, ông đã là hiện thân cho cốt cách vừa anh dũng vừa hào hoa của trang nam tử Thăng Long Hà Nội. Thượng tướng Vũ Lăng, tên thật là Đỗ Đức Liêm. Ông sinh năm 1921 tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Từ nhỏ, được hấp thụ truyền thống Thăng Long ngàn năm văn hiến, ông bộc lộ rõ khí chất anh dũng, hào hoa của người trai Hà Nội. Lớn lên trong giai đoạn đất nước chịu nhiều biến cố, Vũ Lăng sớm giác ngộ cách mạng, nhận ra đây là con đường duy nhất dành tự do, độc lập cho dân tộc. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đôi, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Cách mạng tháng 8 thành công chưa được bao lâu, kẻ thù ngoại bang lại một lần nữa lăm le đô hộ. Trên chuyến tàu Nam Tiến đầu tiên, đồng chí Vũ Lăng lên đường cùng đồng đội chiến đấu ở mặt trận Nha Trang, Ninh Hòa. Quyết đoán, mưu trí, đồng chí Vũ Lăng được trên tin tưởng cử làm phó ban huấn luyện khu 6, phó ủy viên quân sự Ninh Hòa. Khi thời điểm toàn quốc kháng chiến sắp đến gần, ông được điều động về thủ đô làm đại đội phó vệ quốc đoàn, tham gia bảo vệ Bắc Bộ Phủ và một số mục tiêu tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, đồng chí Vũ Lăng đã thay mặt đồng đội hô vang lời thề quyết tử. Lời thề ấy còn vang vọng đến hôm nay, bởi mỗi câu từ đều hàm chứa cả ngàn năm hào khí Thăng Long bất khuất. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, một cảm tử quân ngày ấy, nhớ lại. Phải nói là cái buổi lễ thề quyết tử đó nó mang một cái ấn tượng rất thiêng liêng đối với mọi người. Nó thiêng liêng là cái thề đây để thực hiện cái lời bác giao nhiệm vụ. Mà cái người đứng ra tổ chức là người đã quá trình trong thời gian ngắn đã thể hiện được tác phong chỉ huy được mọi người anh em trong đơn vị rất tin tưởng và đồng chí mến, đó là đồng chí Vũ Lăng. Đồng chí tuyên bố đã thề quyết tử để bảo vệ thủ đô. Quân địch đã từng tuyên bố trong 24 tiếng sẽ chớp nhoáng tiêu diệt ta, nhưng mà đã kéo dài hơn nửa tháng rồi, ta vẫn thể hiện là tinh thần của người chiến thắng. Bác Hồ và Trung ương Đảng rút về an toàn khu Định Hóa. Từ đây, lãnh đạo toàn dân chống Pháp. Âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta, thực dân Pháp đang huy động nhiều đợt tấn công với hỏa lực mạnh vào đây. Tham gia bảo vệ an toàn khu,
Tiểu đoàn do đồng chí Vũ Lăng chỉ huy đã lập nhiều chiến công đẩy lùi quân địch. Trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, tiểu đoàn đã chặn đứng binh đoàn B hiện chiến của địch sau 12 ngày chiến đấu. Biết địch, biết ta, ông đã khiêm tốn nói với báo chí, vừa đánh vừa học chính cách đánh của kẻ thù để giành thắng lợi. Tiếng thét Vũ Lăng dường như còn vang vọng trên sóng lúa và núi rừng ở khu di tích Đại Bục, tỉnh Yên Bái. Trong chiến dịch Sông Thao, đồng chí Vũ Lăng chỉ huy tiểu đoàn 54 đánh đồn Đại Bục, mở màn chiến dịch. Tiếng thét xung phong của ông đã thổi bùng khí thế quân ta, làm tiêu tan tinh thần kháng cự của địch. Đi cùng đoàn quân và chứng kiến trận đánh, nhà văn Nguyễn Tuân cảm thán thốt lên: Lăng ơi, cậu thật là tướng! Bằng trực giác, Nguyễn Tuân đã nhận thấy ở tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng khí chất một vị tướng tài ba trong tương lai. Chiến trường Điện Biên Phủ xưa đã chứng kiến tài năng kiệt xuất của trung đoàn trưởng Vũ Lăng khi ông chỉ huy trung đoàn 98 tham gia chiến dịch lịch sử. Đại tá Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đánh giá: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nói đến cứ điểm C1 là nói đến trung đoàn 98, là nói đến trung đoàn trưởng Vũ Lăng. Cứ điểm C1 là một trong 5 cứ điểm quan trọng nhất của địch để yểm hộ cho phân khu trung tâm và sở chỉ huy của tướng Đờ Cát. Đồng chí Vũ Lăng đã trực tiếp chỉ huy bộ đội đánh địch dài ngày, trong suốt 31 ngày đêm và giành thắng lợi ở cứ điểm C1 bằng cả 3 hình thức chiến thuật là tiến công, phòng ngự và phản công, đã góp phần làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của địch và làm cho thực dân Pháp sớm đi đến thất bại cuối cùng ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Hà Nội được giải phóng, những đoàn quân rạng rỡ tiến về thành phố nghìn năm, mang theo trái tim đang thổn thức mừng vui. Hà Nội đã kiên cường chiến đấu chống lại kẻ thù, đợi tới ngày giải phóng. Hà Nội hào hoa và lãng mạn, nhưng cũng thật anh hùng. Ngày trở về ấy, với trung đoàn trưởng Vũ Lăng, không chỉ là ngày hội giải phóng, mà còn là ngày đoàn tụ với quê hương yêu dấu. Hà Nội và ông vốn có sự giao hòa sâu sắc, hồn cốt Hà Nội dường như đã in dấu vào cá tính ông. Năm 1954, đồng chí Vũ Lăng nhận nhiệm vụ tham mưu trưởng sư đoàn 316. Do có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, ông được cử sang Liên Xô học ở học viện Vorostilov. Sau khi về nước, năm 1960, thượng tá Vũ Lăng nhận nhiệm vụ cục trưởng cục nghiên cứu khoa học quân sự, Bộ Tổng tham mưu. Ở cương vị nào, ông cũng phát huy phong cách làm việc xông xáo, quả quyết, mưu lược. Năm 1964, Bộ Quốc phòng điều động Đại tá Vũ Lăng làm Phó Tư lệnh Quân khu 4, nơi đang bị đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt. Ông cùng tập thể Bộ Tư lệnh đã xây dựng các phương án tác chiến, đẩy mạnh hoạt động chiến đấu, đánh thắng máy bay, tàu chiến Mỹ, xây dựng thế trận, cầu đường, đảm bảo giao thông chi viện cho miền Nam. Năm 1965, tình hình đòi hỏi bằng mọi giá phải khai thông điểm yết hầu trên đường 14, đoạn qua Trị Thiên. Đem hào khí Thăng Long anh dũng vào chiến trường khu 4, đồng chí Vũ Lăng đã trực tiếp chỉ huy sư đoàn 325B tiêu diệt và xóa sổ căn cứ quân sự của Mỹ Ngụy ở A Sầu, A Co, A Lưới. Cuối năm 1967, đồng chí Vũ Lăng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ cục trưởng cục tác chiến. Đây là cơ quan chỉ huy tham mưu tác chiến chiến lược trọng yếu của Bộ Tổng tham mưu, chủ trì nghiên cứu, đề xuất những vấn đề chiến lược về quốc phòng quân sự, tổ chức duy trì sẵn sàng chiến đấu và là trung tâm hiệp đồng tác chiến chiến lược với các cơ quan đơn vị trong toàn quân.
Trong thời kỳ đồng chí Vũ Lăng đảm nhận công tác lãnh đạo cục tác chiến, nhiều sự kiện trọng đại mang tính quyết định của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra. Là người đứng mũi chịu sào ở cơ quan tham mưu chiến lược cấp cao của quân đội, ông đã thể hiện rõ trí tuệ và bản lĩnh, có những đóng góp lớn vào thắng lợi của quân đội ta. Tháng 4 năm 1973, một tổ trung tâm được thành lập để xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam, gồm các đồng chí Vũ Lăng, Võ Quang Hồ và Lê Hữu Đức, tổ do đồng chí Lê Trọng Tấn phụ trách. Trong lúc còn nhiều băn khoăn về việc chọn hướng tấn công chủ yếu, Cục trưởng Vũ Lăng đã có những ý tưởng xuất sắc. Trung tướng Lê Hữu Đức, nguyên Cục trưởng Cục tác chiến nhớ lại. Anh Vũ Lăng là người đầu tiên đề nghị ta tấn công vào quân đoàn 2 và quân Hoa. Đây là nơi hiểm yếu. Đây là nơi yếu mà rất hiểm yếu về chiến lược. Và chính không phải ta mà trong tướng lĩnh bị ngụy trong dân định dân. Ai làm chủ được chiến trường Tây Nguyên, kẻ làm chủ chiến trường Trung Đông Dương. Năm 1974, lên đường làm tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, Thiếu tướng Vũ Lăng trải lòng qua mấy vần thơ. Ta năm nay mới 50 lẻ, tóc dẫu pha xương, lòng còn trẻ. Bình thường hào hoa, phóng khoáng là thế, nhưng phong thái ở chiến trường của ông lại rất quyết liệt. Đặt chân đến Tây Nguyên, ông đã dày công bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện bộ đội, chuẩn bị hậu cần kỹ thuật, thiết bị chiến trường và tham gia vạch kế hoạch tác chiến chiến dịch. Dưới sự điều hành quyết liệt của ông, bộ đội ta đã sẵn sàng khi chiến dịch Tây Nguyên được phát động. Tiếng còng đã điểm, chiến dịch Tây Nguyên mở màn với khí thế như vũ bão. Sau các hoạt động nghi binh thu hút địch lên hướng Bắc, bộ đội ta bước vào tác chiến, tạo thế chia cắt chiến lược lực lượng địch ở Tây Nguyên với đồng bằng. Sau các trận đánh, ta tiêu diệt Cẩm Ga, Đức Lập, giải phóng Buôn Ma Thuột. Địch bị thất bại nhanh chóng và nặng nề, vội vã rút bỏ Bắc Tây Nguyên. Ta truy kích, làm tan rã quân đoàn 2 ngụy và giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Thắng lợi của chiến dịch đã đánh sập ý chí kháng cự của quân ngụy, làm đảo lộn toàn bộ thế trận của địch, tạo cho ta đà phát triển thuận lợi, biến thắng lợi chiến dịch thành thắng lợi chiến lược, tạo ra cục diện chiến lược mới. Là tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, phó tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, tướng Vũ Lăng đã đóng góp vào những sự kiện trọng đại đối với vùng đất này. Vị tướng quyết liệt trong chiến đấu, hào hoa trong đời thường, còn để lại nhiều dấu ấn đối với đất và người cao nguyên. Đây là đoạn đường 14, nơi tư lệnh Vũ Lăng trực tiếp đi trinh sát thực địa để sư đoàn 316 bố trí trận địa phục kích đánh địch. Đây, cầu Serepok, nơi phó tư lệnh chiến dịch Vũ Lăng đích thân ra vào nhiều lần trước khi quyết định duyệt phương án chọn bến sông này để thả đàn voi thép tấn công Buôn Ma Thuột. Nằm giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa, đèo Phượng Hoàng là nơi Thiếu tướng Vũ Lăng trực tiếp chỉ huy sư đoàn 10 đập tan lá chắn thép của địch, mở toang cửa ngõ từ Tây Nguyên xuống đồng bằng ven biển, tiến về giải phóng Nha Trang, Cam Ranh, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, từng sát cánh bên Thượng tướng Vũ Lăng trong vai trò tham mưu trưởng mặt trận Tây Nguyên, tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên và phó tham mưu trưởng quân đoàn 3 khi quân đoàn được thành lập. Ông nhớ lại. Sau cái chiến thắng vang dội của chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên và ba tỉnh đồng bằng Trung Trung Bộ, quân đoàn 3 được thành lập trên cơ sở các lực lượng vừa giải phóng Tây Nguyên do đồng chí Vũ Lăng làm tư lệnh và đồng chí Đặng Việt làm chính ủy. Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn 3 đảm nhiệm trên mũi chủ yếu Tây Bắc Sài Gòn
với chính diện trên 7 km và trên chiều sâu 100 km, đảm nhiệm trên mũi chủ yếu Tây Bắc của Sài Gòn, có nhiệm vụ giải phóng Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu. Tư lệnh Vũ Lăng cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn giao Sư đoàn 10 đánh Tân Sơn Nhất. Sư đoàn 316 cắt đứt đường số 22, tiến tới giải phóng tỉnh Tây Ninh và khu vực Hóc Môn. Đồng thời táo bạo điều Sư đoàn 320A bí mật tiềm nhập khu vực Củ Chi, bất ngờ nổ súng giải phóng căn cứ Đồng Dù. Đồng Dù thất thủ làm cho tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch bị hở, địch rối loạn. Ta tiêu diệt Sư đoàn 25 ngụy, giải phóng Củ Chi, bắt sống chuẩn tướng Lý Tổng Bá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 25. Quân đoàn 3 do đồng chí Vũ Lăng làm tư lệnh quyết định sử dụng Sư đoàn 10 với lực lượng mạnh nhất, bộ binh, xe tăng, pháo binh và phòng không đột phá một mạch, trao cho phép trung đoàn 24 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm Bộ Tư lệnh Chủ, Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Chỉ huy, đồng thời sử dụng trung đoàn 28 Sư đoàn 10 đột phá thẳng vào chính diện của trung tâm sở chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu. Đúng 11:30 thì trung đoàn 28 cắm cờ trên trung tâm sở chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã biểu dương quân đoàn 3 đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, có thể nói là đặc biệt xuất sắc. Đó là thành tích to lớn của tập thể Bộ Tư lệnh và cán bộ chiến sĩ quân đoàn, trong đó Tư lệnh Vũ Lăng giữ vai trò chủ chốt. Là tư lệnh đầu tiên của quân đoàn 3, đồng chí Vũ Lăng chính là người khởi đầu cho truyền thống quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực. Tư lệnh Vũ Lăng là tấm gương sống, sáng ngời và lan tỏa hào khí quyết tử năm xưa tới từng cán bộ, chiến sĩ binh đoàn Tây Nguyên. Tinh thần ấy đã theo suốt những người lính quân đoàn 3, làm tô thắm chiến công, nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn, làm vẻ vang chiến thắng nơi biên giới địa đầu Tổ quốc. Luôn ghi nhớ tinh thần quyết tử quân của vị tư lệnh đầu tiên, cán bộ chiến sĩ quân đoàn ngày đêm nỗ lực rèn luyện, xứng đáng là đơn vị chủ lực, cơ động, sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần. Năm 1977, sau khi ổn định tổ chức ở quân đoàn 3, Thiếu tướng Vũ Lăng lại được giao nhiệm vụ làm giám đốc Học viện Quân sự, nay là Học viện Lục quân. Xây dựng mối quan hệ quân dân bền chặt, đó là một trong những quan tâm hàng đầu của đồng chí Vũ Lăng ngay sau khi về công tác tại đây. Ông đã cho thấy một tâm hồn người lính, tâm hồn người Hà Nội nồng ấm giữa lòng thành phố cao nguyên. Hồ chiến thắng tại Đà Lạt ghi dấu chiến thắng của tình quân dân trước thử thách thiên nhiên. Bằng cách nắn dòng con sông gần đó, giám đốc Vũ Lăng đã chỉ huy bộ đội tạo ra một hồ lớn, cung cấp nước cho học viện và đồng bào lân cận. Không những là một vị tướng dày dạn trận mạc, đồng chí Vũ Lăng còn là một nhà quân sự được đào tạo bài bản cả ở trong và ngoài nước. Do vậy, ngay sau khi về làm giám đốc học viện, ông đã đề xuất nhiều ý kiến hay cho công tác dạy và học. Trong diễn tập chỉ huy tham mưu, ông yêu cầu đạo theo diễn, tức là đạo diễn theo người tập. Chuẩn bị diễn tập phải có nhiều phương án tối ưu và phương án có thể. Do vậy, khai thác tối đa tính chủ động, sáng tạo của ban chỉ huy diễn tập. Đóng góp nhiều công trình lý luận quân sự xuất sắc, năm 1980, Thiếu tướng Vũ Lăng được nhà nước phong hàm giáo sư. Cùng năm đó, ông nhận quân hàm trung tướng. Là vị tướng và nhà lý luận xuất sắc, ông nhận được nhiều sự kính trọng từ các nhà nghiên cứu khoa học quân sự trong và ngoài nước.
Với tầm nhìn xa về huấn luyện, đào tạo, đồng chí Vũ Lăng đã chỉ đạo biên soạn hệ thống tài liệu với khối lượng lớn, đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho việc huấn luyện học viên 8 chuyên ngành binh chủng lục quân. Những tài liệu này không chỉ dùng để nghiên cứu mà còn được sử dụng rộng rãi trong các nhà trường và đơn vị toàn quân. Từ những nỗ lực của Trung tướng Vũ Lăng, Học viện Lục quân đã trở thành đơn vị đầu tiên trong quân đội ta tổ chức đào tạo nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học quân sự. Giám đốc Vũ Lăng đã đặt những nền móng vững chắc cho học viện, từ xây dựng đội ngũ giảng viên, kiện toàn hệ thống giáo trình, xây dựng cơ sở vật chất đến đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hình thành nền nếp làm việc. Học viện Lục quân đã là một trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của quân đội. Nhiều học viên tốt nghiệp học viện đã trở thành những cán bộ trọng yếu của quân đội. Điều đó phải kể đến công lao gây dựng miệt mài của đồng chí Vũ Lăng trong suốt 11 năm gắn bó với học viện. Nhớ về công lao của lớp người đi trước, Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân nói: trong những năm công tác tại Học viện Lục quân, đồng chí Thượng tướng Giáo sư Vũ Lăng đã cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc học viện xây dựng học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đó là đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cho toàn quân có trình độ đại học và sau đại học, xây dựng học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam. Giáo sư Vũ Lăng nhận quân hàm thượng tướng khi bước sang tuổi 65. Đây chính là lúc trí tuệ và kinh nghiệm của ông đạt đến đỉnh cao. Quân đội còn cần đến ông ở những cương vị trọng yếu hơn. Nhưng dường như hồn thiêng tổ quốc đã gọi ông về. Ông sinh ra để chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc. Nay sự nghiệp ấy đã hoàn thành. Năm 1988, Thượng tướng Vũ Lăng về với đất mẹ, để lại ký ức vĩnh cửu trong lòng người. Thượng tướng Vũ Lăng là một trong những vị tướng vừa có phẩm chất, vừa có tài năng. Trưởng thành từ cơ sở, Vũ Lăng là từng đảm nhiệm cấp tiểu đoàn ngay từ những ngày đầu thủ đô Hà Nội đứng lên kháng chiến. Không những là một vị tướng quân sự giỏi, lập được chiến công trên mặt trận trong hầu hết các chiến dịch từ biên giới đến Điện Biên Phủ cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh, mà là một nhà nghiên cứu khoa học quân sự, có những cái đề xuất, những cái ý kiến sắc sảo. Căn nhà cũ còn đậm hơi ấm của ông. Với bà Hoàng Thị Việt Hoa, ký ức về ông mãi không bao giờ phai nhạt. Do chiến tranh nên chúng tôi cũng ít được gặp nhau, hầu như là không được gặp nhau, chỉ qua những trang thư anh Lăng viết ấy. Anh kể trong thư rất nhiều chuyện tình thương yêu nhớ vợ, nhưng mà chủ yếu anh kể những cái chiến thắng của bộ đội. Rồi qua những trang thư ấy, anh có một dòng là luôn luôn động viên tôi là em hãy cố gắng. Anh luôn luôn là mong em là vui vẻ, khỏe. Gia đình chúng tôi thì được 4 người con, 3 người con trai và 1 người con gái. Trong những năm tháng Trung Mỹ thì anh Vũ Lăng có một cô em gái và cô lại bị bệnh tim, chồng đã mất. Thời kỳ đó anh Lăng đang ở quân khu 4. Thì tôi đã chủ động làm đơn xin đưa các cháu về nuôi. Lúc ấy các cháu là một cháu gái là có 8 tuổi, cháu trai 14 tuổi. Và đưa về cùng sống với mấy các con tôi. Chúng nó coi nhau như anh em trong nhà. Thành ra là
Hiện nay thì các cô, các cậu cùng với con tôi đã trưởng thành. Khi anh Lăng nghe tin tôi đưa cháu về thì anh rất xúc động và viết thư như là cảm ơn, và tôi đã thay anh nuôi, không những nuôi con mà nuôi cả cháu. Còn mãi ký ức về ông, một người con ưu tú của Thăng Long Hà Nội, một quyết tử quân, một vị tướng mưu lược, một nhà trí thức hào hoa. Xin được kết bộ phim này bằng bức thư ông gửi người bạn đời. Trong thư ẩn chứa một tâm hồn phóng khoáng, nông nan và sâu lắng. 30 tháng Giêng năm 1954. Hoa yêu quý, thấy hoa đào nở lại nhớ đến Tết. Người lính nghĩ rất ít đến bánh chưng xanh, mà nghĩ nhiều đến chiến đấu, nghĩ đến cờ đỏ sao vàng, lá cờ quyết chiến quyết thắng của bác sẽ phất phới tung bay ở Điện Biên. Gửi em mấy bông hoa đào là gửi theo những ý nghĩ trên, đồng thời là gửi theo tình cảm không bao giờ phai nhạt.